Trại bò Tư Chiến kính chào quý khách, hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2021. Bò mình chuẩn bị giao cho khách này ở Hậu Giang, chuẩn bị lên xe. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa đến trại xem cùng tham khảo. Mình tính nuôi bò, chuộng chốt bò, mình có xe nhà lên cùng khách. Giao cho anh khách này ở Hậu Giang, anh bắt ngồi bộ béo. Này 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 này, nhắc lên nè. Đây, anh dẫn bò hả chị? Nhắc lên, nè. Anh dẫn mèm đi. Rồi, bắt đi cho bà nhỏ con anh. Đi con nữa. Kìa cho bà con nữa. Ừ, lên. Lên. Lên, rồi. Rút, rút, rút. Đi, đi. Để cho tài xế chạy. Ở nhà mình còn đâu lo đại sự nữa. Lên luôn đi. Anh lên, anh lên, anh đi lên, 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 lên là tự lên luôn. Rồi. Rồi, lên con, dẫn con. Dẫn, 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 dẫn con. Rồi rút lên luôn, rút anh, rút anh, rút anh. Lên. Lên luôn, lên luôn. Lên con. Đi, đi. Lên cho nó bắt cái bắt gắn đi. 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 Nắm lại, nắm lại đi tụi chú. Nắm, 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 nắm. Hai con anh ơi. Em bắt anh nuôi, nuôi trải nghiệm thử cái thấy đạt anh xuống bắt nữa. Em gã bầy bò to dưới bầy bò nhà đông dưới là lên bắt chồng à. Nuôi đạt phải lên em nha. Bên khách anh đang coi bò. Rồi dắt xe lên luôn. Địa chỉ tại mình là Hương Lộ 19 gần Ủy ban xã Nhận Phú Tân đây tỉnh Bến Tre. Quý mình cảm ơn quý khách đã theo dõi YouTube trại bò Tư Chiến.